Các pháp bố thí là bỏ tất cả vật sở hữu trong ngoài, đem tâm bát nhã ba la mật làm việc bố thí, khi ấy bố thí được gọi là ba la mật. Lại nữa, năm ba la mật gieo trồng các công đức, còn bát nhã ba la mật trừ tâm tà kiến chấp trước, như một người gieo lúa, một người bừa trừ cỏ rác, để cho lúa tăng trưởng đơm hoa kết trái, bốn ba la mật kia cũng như vậy. Hỏi: Này, làm sao muốn thực hành bố thí ba la mật nên học bát nhã ba la mật? Đáp: Bố thí có hai, một tịnh, hai bất tịnh. Bất tịnh là vì kiêu mạn nên bố thí, nghĩ rằng người thua ta mà còn bố thí, ta há lại không làm được ư? Vì ganh ghét nên bố thí, nghĩ rằng kẻ oán ghét ta, nhờ bố thí mà được tiếng hơn ta, vậy nay ta sẽ thí cho nhiều thì chắc chắn hơn người kia. Vì nghèo nên bố thí, nghĩ rằng ta bố thí một ít vật mà được quả báo gấp ngàn vạn, cho nên bố thí. Vì danh nên bố thí, nghĩ rằng này ta ưa bố thí, ta sẽ ở vào số người tốt được mọi người kính mộ. Vì thu nhiếp người nên bố thí, nghĩ rằng nay ta bố thí chắc người sẽ quy về ta. Các lối hành thí xen tạp kiết sử như vậy gọi là bất tịnh. Tịnh là không có việc xen tạp như trên, chỉ đem tâm thanh tịnh, tin nhân quả, cung kính thương xót người thọ nhận, không cầu lợi đời nay, chỉ cầu công đức đời sau. Lại có cách tịnh thí không cầu lợi ích đời sau, chỉ đem tâm tu hành giúp cầu niết bàn. Lại có cách tịnh thí là sanh tâm đại bi vì chúng sanh nên không cầu tư lợi sớm được niết bàn, mà chỉ vì vô thượng chánh đẳng chánh giác, ấy gọi là tịnh thí. Do tâm bát nhã ba la mật nên có thể tịnh thí như vậy. Do vậy nên nói muốn thực hành bố thí ba la mật nên học bát nhã ba la mật. Lại nữa, do năng lực bát nhã ba la mật bỏ tâm chấp trước các pháp, huống gì tâm chấp ngã lại không bỏ được. Vì bỏ tâm chấp ta nên xem tự thân và vợ con như cỏ đất, không chút luyến tiếc, đều bố thí hết cả. Do vậy nên muốn thực hành bố thí ba la mật nên học bát nhã ba la mật, các ba la mật khác cũng như vậy, nhờ tâm bát nhã ba la mật giúp thành tựu vậy. Lại nữa, các ba la mật kia không nhờ có bát nhã ba la mật thời không được gọi là ba la mật, và cũng không bền chắc, như trong phẩm sau nói: năm ba la mật không có được bát nhã ba la mật thời không được gọi là ba la mật. Lại như chuyển luân thánh vương không có xe báu thời không gọi là chuyển luân thánh vương, không thể lấy báu khác để gọi được. Cũng như nhóm người mù không ai dẫn dắt thì không thể đi đến được bát nhã ba la mật, cũng như vậy dẫn dắt năm ba la mật khiến đạt đến tát bà nhã nhất thiết chủng trí. Ví như đại quân không có tướng giỏi, không thành công đánh giặc, lại như thân người các căn tuy có đủ, nếu không có mắt không thể tự đến đâu được. Lại như người không có mạng căn thời các căn khác đều hoại diệt, có mạng căn thời các căn khác hữu dụng. Bát nhã ba la mật cũng như vậy, năm ba la mật kia không có bát nhã ba la mật không được tăng trưởng, có được bát nhã ba la mật thời các ba la mật kia được tăng trưởng đầy đủ. Do vậy nên Phật nói muốn thực hành bố thí ba la mật nên học bát nhã ba la mật. Kinh: Bồ Tát Ma Ha Tát muốn đời đời thân thể tương tự với Phật, muốn đầy đủ 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình nên học bát nhã ba la mật. Luận: Hỏi, trong kinh Thanh Văn nói Bồ Tát tu hành qua khỏi ba a tăng kỳ kiếp, trong 100 kiếp tiếp theo gieo trồng nhân duyên về 32 tướng, sau này nói đời thân thể tương tự với Phật có 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình. Đáp: Trong A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa của Ca Trên Diên Tử nói như vậy chứ không phải trong Tam Tạng nói. Vì sao? Vì 32 tướng người khác cũng có, đầu đủ cho là quý. Như Nan Đà ở kiếp trước, nhân một lần tắm cho chúng tăng phát nguyện rằng: Nguyện cho tôi đời đời đoan chánh thanh thiết. Lại trong một kiếp khác gặp tháp Bích Chi Phật, lấy tranh vẽ trang nghiêm tượng Bích Chi Phật, phát nguyện rằng: Nguyện cho tôi đời đời có sắc tướng nghiêm thân. Sau nhân duyên ấy, đời đời được thân tướng trang nghiêm, cho đến thân cuối xuất gia làm sa môn. Chúng tăng ở xa trông thấy gọi đó là Phật, đồng đứng dậy nghênh đón. Nan Đà tiểu thừa gieo ít công đức mà còn được quả báo ấy, huống chi Bồ Tát trong vô lượng vô số kiếp tu tập công đức mà đời đời thân hình không tương tự Phật sao? Lại như Di Lặc Bồ Tát khi còn làm kẻ bạch y, vị thầy tên là Bà Bạt Lê có ba tướng: một tướng lông trắng giữa hai chân mày, hai tướng lưỡi phủ cả mặt, ba tướng mã âm tàng. Như vậy không phải là Bồ Tát cũng đều có tướng, thì Bồ Tát há phải sau ba vô số kiếp mới gieo nhân về tướng tốt. Lại nữa, trong Đại Thừa có Bồ Tát từ khi mới phát tâm cho đến khi chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác không hề sanh ác tâm, đời đời được quả báo có ngũ thông thân thể tọa Phật.
Hỏi: Bồ Tát chưa được Phật đạo, sao được thân tướng như Phật? Đáp: Bồ Tát vì độ chúng sanh mà hoặc làm thân Chuyển Luân Thánh Vương, hoặc làm thân Đế Thích, hoặc làm thân Phạm Vương, hoặc làm thân Thanh Văn, thân Bích Chi Phật, thân Bồ Tát, thân Phật. Như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Văn Thù Sư Lợi tự nói: 72 ước phèn làm một chuyên giác mà vào Niết Bàn, lại hiện làm Phật hiệu là Long Chủng Tôn. Thời ấy chưa phải có Phật mà chúng sanh vẫn thấy thân Phật, hoan hỷ lãnh thọ giáo hóa. Hỏi: Nếu Bồ Tát có thể làm thân Phật thuyết pháp độ sanh, vậy với Phật có gì sai khác? Đáp: Bồ Tát có đại thần lực ở địa vị thập trú, đầy đủ Phật pháp mà trú thế gian, vì rộng độ chúng sanh nên không thủ chứng Niết Bàn, cũng như huyễn sư tự biến hóa thân thuyết pháp cho người, chẳng phải thân Phật thật. Tùy độ thoát chúng sanh như vậy, song có lượng có hạn, còn Phật độ sanh vô lượng vô hạn. Bồ Tát tuy làm thân Phật không thể cùng khắp mười phương thế giới, còn Phật thân thời cùng khắp vô lượng thế giới, trước những người đáng được độ đều hiện Phật thân. Cũng như trăng đêm 14 tuy có sáng mà không bằng trăng đêm rằm, Bồ Tát và Phật có sai khác cũng như vậy. Hoặc có Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, pháp tánh sanh thân ở địa vị thất trụ, có năm thần thông biến hóa thân như Phật, giáo hóa chúng sanh. Hoặc có Bồ Tát mới phát tâm tu sáu ba la mật, do nhân duyên hạnh nghiệp ấy được thân tướng giống Phật, giáo hóa chúng sanh. Hỏi: 32 tướng là quả báo do bố thí, còn bát nhã ba la mật là không có gì như hư không, cớ sao nói muốn được tướng tốt nên học bát nhã ba la mật? Đáp: 32 tướng có hai loại, một đầy đủ như Phật, hai không đầy đủ như Chuyển Luân Thánh Vương, Nan Đà. Bát nhã ba la mật hòa hợp với bố thí nên được tướng tốt đầy đủ như Phật, các người khác chỉ hành bố thí không có bát nhã nên tướng không đầy đủ. Hỏi: Tại sao bố thí mà được 32 tướng? Đáp: Như Đàn Việt khi bố thí, người thọ lãnh được sắc lực, năm việc ích thân, nên người bố thí được đầy đủ tướng vành xe xoáy tròn ở chân tay, như trong trường Đàn Ba La Mật ở trước đã nói rộng. Thật hành trì giới nhẫn nhục cũng như vậy, đều làm cho đủ 32 tướng. Những gì là 32 tướng? Một tướng dưới bàn chân bằng phẳng, còn các tướng khác như trong phẩm 8 Bồ Tát ở trước đã nói rõ. Hỏi: Nhân duyên gì được tướng bàn chân bằng phẳng? Đáp: Phật đời đời nhất tâm kiên cố chỉ giới, cũng không khiến người khác phá giới nên được tướng thứ nhất. Được tướng thứ nhất ấy thì ở trong tự pháp không ai lay động được. Nếu làm Chuyển Luân Thánh Vương thì ở trong tự quốc độ không ai xâm lăng được. Nếu hạnh nghiệp đúng như pháp nuôi dưỡng, bảo hộ nhân dân và sa môn xuất gia nên được tướng bấy xa ngàn tâm, là tướng ban đầu chuyển pháp luân. Nếu làm Chuyển Luân Thánh Vương thì được chuyển bảo luân, do nghiệp xa lìa sát sanh nên được ngón tay dài, do nghiệp không trộm cắp nên được tướng gót chân đầy đặn, do nghiệp lấy bốn nhiếp pháp thu nhiếp chúng sanh nên được tướng mạng lưới ở giữa các ngón tay chân, do nghiệp lấy y phục ẩm thực ngoạ cụ thượng diệu cúng dường bậc tôn trưởng nên được tướng tay chân mềm mại, do nghiệp tu phước càng tăng nên được tướng mu bàn chân cao, tướng mỗi lỗ chân lông mọc một lông, lông đều hướng lên trên, do nghiệp đúng như pháp sai khiến hòa hợp làm phước và mau mắn dạy người nên được tướng chân đùi đẹp như nai chúa Inezien, do đúng như pháp lấy tịnh vật bố thí không não hại người thọ lãnh nên được tướng đứng thẳng tay dài qua gối, tướng thân ngay ngắn như cây ni câu lô đà, do tầm tu biết tàm quý nhiều và dứt tà tâm, lấy phỏng xá y phục và che trùm để bố thí nên được tướng âm tàng như ngựa chúa, do tu từ tác muội tâm tịnh tín nhiều và dùng ẩm thực y phục ngoạ cụ màu sắc đẹp để bố thí nên được tướng kim sắc, tướng hảo quang một trượng, do thường ưa vấn nghĩa cùng các người tôn trọng và người lành nên được tướng gia tế mịn, do đúng pháp xét đoán sự việc không tự chuyên chấp ủy thác việc chấp chánh nên được tướng phần trên như sư tử, tướng dưới nách đầy đặn, tướng mi mắt tròn, do cung kính đưa đón hầu hạ tôn trưởng nên được tướng thân thẳng rộng, do bố thí đầy đủ nên được tướng bảy chỗ đầy đặn, do thí xả tất cả không tận tiếc lẫn nên được tướng má vuông, do lìa nói hai lưỡi nên được tướng 40 cái răng, tướng răng khít và ngang bằng, do thường tu tâm từ tư duy đều tốt nên được răng trắng không lồi lõm, do lìa vọng ngữ nên được tướng lưỡi mỏng rộng, do bố thí đồ ăn ngon không não hại người lãnh thọ nên được tướng có chất vị tối thượng trong thực vị, do lìa ác khẩu nên được tướng phạm âm, do thiện tâm mắt hiền nhìn chúng sanh nên được tướng con mắt xanh biếc như con mắt châu chúa, do lễ kính bậc tôn kính và tự trì giới lấy giới dạy người nên được tướng nhục kế,
Do tán thán người đáng tán thán nên được tướng lông trắng giữa hai chân mày. Ấy là nghiệp duyên tạo thành 32 tướng theo trong pháp thanh văn. Nghiệp duyên tạo 32 tướng theo trong pháp đại thừa là: Hỏi chư Phật, mười phương các pháp ba đời đều là tướng vô tướng, cớ sao nay nói 32 tướng, một tướng còn không thật, huống gì 32? Đáp: Phật pháp có hai đế, một thế đế, hai đệ nhất nghĩa đế. Vì thế đế nên nói 32 tướng, vì đệ nhất nghĩa đế nên nói vô tướng. Có hai đạo, một khiến chúng sanh tu phước đạo, hai tuệ đạo. Vì phước đạo nên nói 32 tướng, vì tuệ đạo nên nói vô tướng. Vì sanh thân nên nói 32 tướng, vì pháp thân nên nói vô tướng. Phật thân lấy 32 tướng 80 vẻ đẹp tùy hình để tự trang nghiêm. Pháp thân lấy 10 lực 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 pháp không chung, các công đức để trang nghiêm. Chúng sanh có hai nhân duyên, một nhân duyên phước đức, hai nhân duyên trí tuệ. Muốn lấy phước đức nhân duyên dẫn đạo chúng sanh nên dùng 32 tướng. Muốn lấy trí tuệ nhân duyên dẫn đạo chúng sanh nên dùng pháp thân. Có hai loại chúng sanh, một chúng sanh biết các pháp là giả danh, hai chúng sanh chấp vào danh tự. Vì chúng sanh chấp vào danh tự nên nói vô tướng. Vì chúng sanh biết các pháp là giả danh nên nói 32 tướng. Hỏi công đức 10 lực 4 vô sở úy cũng đều có tướng riêng, cớ sao nói pháp thân vô tướng? Đáp: Hết thảy pháp vô lậu tương ứng với 16 hành, quán 16 hành tướng của bốn đế, ba tam muội, không vô tướng vô tác nên đều gọi là vô tướng. Phật muốn cho chúng sanh hiểu nên phân biệt nói các tướng, nói hết thảy Phật pháp lấy không vô tướng vô tác ấn ký nên đều vào như pháp tánh thật tế. Nhưng vì hạng người nhờ trông thấy sắc mà hoan hỷ phát đạo tâm nên hiện thân 32 tướng trang nghiêm. Lại nữa, vì hiển bày sự tối thắng đối với chúng sanh nên hiện ra 32 tướng mà không phá pháp vô tướng. Như Bồ Tát mới sanh trong 7 ngày đầu quấn bằng lụa trắng đưa chỉ các thầy tướng. Các thầy tướng lấy sách tướng dưa ra đoán và trả lời vua rằng: Theo pháp sấm ký của chúng tôi thì người có 32 tướng, nếu ở nhà thường làm chuyển luân thánh vương, nếu xuất gia sẽ được thành Phật. Chỉ có hai lẽ đó, không có lẽ thứ ba. Các thầy tướng lui ra rồi, Bồ Tát ngủ nghỉ. Lại có tiên nhân tên A Tư Đà thưa vua Tịnh Phạn rằng: Tôi dùng thiên nhĩ nghe chư thiên quỷ thần nói Tịnh Phạn vương sanh con có tướng Phật thân, cho nên đến xin xem. Vua rất hoan hỉ, người này là tiên thánh mới từ xa đến muốn xem con ta, liền sắp các người hầu đưa thái tử đến. Người hầu trả lời vua: Thái tử vừa ngủ. A Tư Đà nói: Thánh vương xin thưởng thí cam lộ cho tất cả không nên ngủ. Liền đứng dậy đi đến chỗ thái tử, bổng lên trên tay xem tướng trên dưới xong và khóc không tự cầm nổi. Vua rất không vui, hỏi A Tư Đà có gì không lành mà khóc lóc như vậy. A Tư Đà đáp: Giả sử trời mưa núi kim cang lớn không thể làm lay động một sợi lông của vị này, đâu có gì không tốt. Thái tử chắc sẽ làm Phật. Tôi nay tuổi đã xế chiều, sẽ sanh lên cõi trời vô sắc, không được thấy Phật, không nghe được giáo pháp của ngài, tự thương cho mình quá. Vua nói: Các thầy tướng nói không nhất định một việc, nếu ở nhà thì sẽ làm chuyển luân thánh vương, nếu xuất gia thì sẽ được làm Phật. A Tư Đà nói: Các thầy tướng nói chỉ lấy việc đời so sánh mà biết, chẳng phải do thiên nhãn biết. Sách tướng của chư thánh lại không đầy đủ biết khắp các tướng, chỉ xem tổng quát không thể rõ ràng, cho nên hoặc nói ở nhà sẽ làm chuyển luân thánh vương, xuất gia sẽ làm Phật. Này 32 tướng của thái tử ngay thẳng rõ ràng sâu xa trong sạch, chắc chắn sẽ làm Phật chứ không phải làm chuyển luân thánh vương. Vì vậy nên biết 32 tướng là rất thủ thắng đối với hết thảy chúng sanh. Nói pháp vô tướng là để phá chấp tướng thường tịnh lạc ngã, nam nữ sanh tử. Vì vậy nên Phật pháp tuy là tướng vô tướng mà hiện ra 32 tướng để dẫn đạo chúng sanh, khiến họ biết Phật là đệ nhất mà sanh lòng tin thanh tịnh, nên nói 32 tướng mà không bị lỗi. Hỏi: Vì cớ sao nói 32 tướng chứ không nhiều không ít? Đáp: Hoặc nói nhiều hoặc nói ít đều sẽ có vấn nạn. Lại nữa, thân Phật cao 1,6 triệu, nên nói ít tướng thời không khắp, không đủ trang nghiêm. Nếu quá 32 tướng thời bị tạp loạn, ví như đồ vật trang sức thân tuy giàu có châu ngọc, không thể mang nặng anh lạc vào mình. Thế nên 32 tướng không nhiều không ít, vừa được trung bình. Lại nữa, nếu ít không đoan nghiêm thì để lại chỗ cho 80 vẻ đẹp tùy hình, còn quá 32 tướng thì tạp loạn. Hỏi: Nếu còn có 80 vẻ đẹp tùy hình thì sao không gọi cả là tướng mà gọi riêng là vẻ đẹp? Đáp: Tướng lớn nghiêm thân, nếu nói lớn là bao gồm nhỏ. Lại nữa, tướng thì thô mà vẻ đẹp thì tế. Chúng sanh thấy Phật thời thấy tướng, còn vẻ đẹp khó thấy.
Lại tướng thì các người khác cũng có, còn vẻ đẹp thì hoặc có hoặc không. Vì vậy nên nói riêng tướng và vẻ đẹp. Hỏi: Phật rốt ráo dứt hết tướng chúng sanh, tướng tôi ta đầy đủ tướng không pháp, cớ sao lại lấy tướng trang nghiêm như cách của người chấp thủ tướng? Đáp: Nếu Phật chỉ lấy diệu pháp trang nghiêm tâm, còn thân không có tướng hảo, thì hoặc có chúng sanh khả độ, họ sanh tâm khinh mạng, cho Phật không đủ thân tướng nên không thể nhất tâm vui thọ pháp Phật. Ví như lấy đồ nhơ mà đựng thức ăn ngon, người ta không mừng. Như lấy đãi da túi, đãi da thối đựng vật báu, người cầm lấy không vui. Vì vậy nên Phật lấy 32 tướng trang nghiêm thân mình. Lại nữa, Phật thường ở giữa đại chúng cất tiếng giống sư tử rằng: Ta có hết thảy công đức rất là đệ nhất giữa chúng sanh. Nếu Phật sanh thân không lấy tướng hảo trang nghiêm, thì hoặc có người nói thân hình xấu xí có thể biết được gì? Phật dùng 32 tướng 80 vẻ đẹp tùy hình trang nghiêm thân, mà chúng sanh còn có kẻ không tin, huống là không dùng tướng hảo trang nghiêm. Lại nữa, Phật pháp sâu xa, tướng thường vắng lặng, nên chúng sanh cuồng ngu không tin không thọ, cho rằng thân diệt tận rồi, không còn có thứ gì nữa. Vì vậy nên Phật đưa tướng lưỡi rộng dài phát ra tiếng phạm âm, thân phóng hào quang lớn, dùng các nhân duyên thí dụ nói pháp thượng diệu. Chúng sanh được thấy thân tướng của Phật oai đức, lại nghe âm thanh đều hoan hỷ tin vui. Lại nữa, Phật trang nghiêm có trong ngoài, thiền định trí tuệ các công đức là trang nghiêm trong, thân tướng oai đức, trì giới đầy đủ là trang nghiêm ngoài, Phật cả trong ngoài đều đầy đủ. Lại nữa, Phật thương nghĩ chúng sanh mà xuất hiện ở đời, lấy các công đức trí tuệ làm lợi ích cho chúng sanh lợi căn, lấy thân tướng trang nghiêm làm lợi ích cho chúng sanh độn căn, tâm trang nghiêm mở cửa niết bàn, thân trang nghiêm mở cửa trời người an lạc, thân trang nghiêm nên đặt chúng sanh vào ba chỗ phước, tâm trang nghiêm nên đặt chúng sanh vào ba cửa giải thoát, thân trang nghiêm nên nhổ chúng sanh ra khỏi ba đường ác, tâm trang nghiêm nên nhổ sạch chúng sanh ra khỏi ngục ba cõi. Như vậy có vô lượng nhân duyên lợi ích nên lấy tướng hảo trang nghiêm sanh thân. Kinh: Muốn sanh vào nhà Bồ Tát, muốn được đất Kiêu Ma La Già, muốn được không lìa chư Phật nên học Bát Nhã Ba La Mật. Luận: Nhà Bồ Tát nếu phát tâm đại bi thậm thâm đối với chúng sanh, ấy là sanh vào nhà Bồ Tát, như sanh vào nhà vua, không ai dám khinh, cũng không sợ đói khát lạnh nóng. Người vào đạo Bồ Tát, sanh vào nhà Bồ Tát cũng như vậy. Vì là Phật tử nên chư thiên rồng quỷ thần các thánh nhân không ai dám khinh, càng thêm cung kính, không sợ ác đạo chỗ thấp hèn, trong cõi trời người không sợ người thanh văn bích chi Phật, hay ngoại đạo luận sư đến làm trở ngại tâm kia. Lại nữa, Bồ Tát mới phát tâm một lòng phát nguyện, từ ngày nay không còn theo các ác tâm, chỉ muốn độ thoát hết thảy chúng sanh sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nữa, Bồ Tát nếu biết được thật tướng các pháp chẳng sanh chẳng diệt, được vô sanh pháp nhẫn, từ đó trở đi thường trụ Bồ Tát đạo. Như Phật nói trong kinh Trì Tâm: Từ khi ta thấy Đức Phật Đỉnh Quang Nhiên Đăng được pháp vô sanh nhẫn mới bắt đầu đầy đủ 6 ba la mật, còn từ đó về trước hoàn toàn không có bố thí trì giới. Lại nữa, nếu Bồ Tát nghĩ rằng lấy kiếp số nhiều nhất các sông Hằng là một ngày một đêm, dùng ngày đêm ấy 30 ngày là một tháng, 12 tháng là một năm, số năm như vậy quá trăm ngàn vạn ức kiếp mới có một Đức Phật ra đời, đối với chỗ Đức Phật ấy cũng dường trì giới chứa các công đức, ở nơi chư Phật nhiều như các sông Hằng như vậy, vậy sao mới được thọ ký làm Phật, mà tâm Bồ Tát không giải đãi, không mất, không chán, thảy đều vui tu hành. Lại nữa, Bồ Tát đối với chúng sanh tà định ngũ nghịch và người dứt thiện căn mà sanh tâm từ bi khiến họ vào chánh đạo, không cầu báo ân. Lại nữa, Bồ Tát khi mới phát tâm đến nay không bị các phiền não che lấp phá hoại. Lại nữa, Bồ Tát tuy quán thời tướng các pháp, đối với các pháp tâm cũng không chấp trước. Lại nữa, Bồ Tát tự nhiên miệng thường nói thật, cho đến trong mộng cũng không nói dối. Lại nữa, Bồ Tát thấy sắc đều là sắc Phật, do năng lực của niệm Phật tam muội không bám chấp nơi sắc. Lại nữa, thấy hết thảy chúng sanh bị trôi lăn trong khổ sanh tử, nên đối với hết thảy sự vui, tâm cũng không đắm trước, chỉ nguyện rằng ta và chúng sanh lúc nào sẽ được độ thoát. Lại nữa, Bồ Tát đối với hết thảy chân bảo, tâm không đắm trước, chỉ vui theo tam bảo. Lại nữa, Bồ Tát thường dứt năm dục cho đến không sanh tâm tưởng nhớ, huống có thật sự. Lại nữa, chúng sanh mắt trông thấy Bồ Tát, liền được từ tam muội. Lại nữa, Bồ Tát hay làm cho hết thảy pháp đều là Phật pháp, không có pháp thanh văn bích chi Phật và pháp phàm phu sai khác. Lại nữa, Bồ Tát phân biệt hết thảy pháp, đối với hết thảy pháp cũng không sanh tướng pháp, cũng không sanh tướng phi pháp, có vô lượng nhân duyên như vậy, ấy gọi là sanh vào nhà Bồ Tát.
Hỏi từ khi phát tâm lại đây đã sanh vào nhà Bồ Tát, sau nay còn nói muốn sanh vào nhà Bồ Tát nên học Bát Nhã Ba La Mật. Đáp, có hai thứ nhà Bồ Tát là có thối chuyển và không có thối chuyển, nhà danh tự, nhà thật, nhà tịnh, nhà tạp, nhà có tin kiên cố, nhà không tin kiên cố. Vì muốn được nhà không thối chuyển cho đến nhà có lòng tin kiên cố nên nói muốn được sanh vào nhà Bồ Tát nên học Bát Nhã Ba La Mật. Muốn được đất Kumalaya đồng chân hoặc có Bồ Tát từ khi mới phát tâm đã rất dâm dục cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác thực hành Bồ Tát đạo ấy gọi là đất Kumalaya. Lại nữa, hoặc có Bồ Tát phát nguyện rằng đời đời làm đồng nam xuất gia hành đạo không thọ ái dục thế gian ấy gọi là đất Kumalaya. Lại nữa, như con vua tên Kumalaya, Phật là vua pháp, Bồ Tát từ khi vào chánh vị của pháp cho đến chứng 10 địa đều là con vua, đều kham làm Phật như văn thù sư lợi đủ các Phật sự 10 lực bốn vô sở úy nên ở đất Kumalaya rộng độ chúng sanh. Lại nữa, như đồng tử quá 4 tuổi trở lên chưa đủ 20 tuổi gọi là Kumalaya, hoặc có Bồ Tát mới sanh vào nhà Bồ Tát giống như Hải Nhi khi điệp vô sanh pháp nhẫn cho đến 10 trụ địa dứt các việc ác gọi là đất Kumalaya. Muốn được địa vị như vậy nên học Bát Nhã Ba La Mật, thường muốn không lìa chư Phật, Bồ Tát đời đời sanh ra thường gặp chư Phật. Hỏi, Bồ Tát thường giáo hóa chúng sanh, cớ sao thường muốn gặp Phật? Đáp, có Bồ Tát chưa vào địa vị Bồ Tát, chưa được bất thối chuyển, chưa được thọ ký biệt, nên nếu lìa chư Phật liền hoại các thiện căn, chìm trong phiền não, tự không độ được, đâu độ được người, như người cưỡi thuyền giữa dòng bị hư hỏng, muốn vớt người khác trở lại bị chìm luôn, lại như một ít nước sôi đổ vào ao băng lớn, tùy tan băng một chỗ nhỏ vẫn trở lại thành băng. Bồ Tát chưa vào pháp vị, nếu xa lìa chư Phật vì ít công đức không sức phương tiện mà muốn giáo hóa chúng sanh, tuy được ít lợi ích vẫn trở lại đọa lạc. Vì vậy, nên hàng tân học Bồ Tát không nên xa lìa chư Phật. Hỏi, nếu như vậy, sao không nói xa lìa Thanh Văn Bích Chi Phật? Vì Thanh Văn Bích Chi Phật cũng có thể làm lợi ích cho Bồ Tát. Đã Bồ Tát có tâm lớn, Thanh Văn Bích Chi Phật tuy có lợi ích niết bàn mà vì không có nhất thiết chí nên không thể giáo hóa dẫn dắt Bồ Tát. Chư Phật có nhất thiết chủ trí nên có thể giáo hóa dẫn đạo Bồ Tát, như voi lún dưới bùn phi sức voi không kéo ra được, Bồ Tát cũng như vậy, nếu vào trong phi đạo chỉ có Phật cứu được vì đồng đạo lớn. Vì vậy nên nói Bồ Tát thường muốn không lìa chư Phật. Lại nữa, Bồ Tát suy nghĩ rằng ta chưa được Phật nhãn không khác người mù, nếu không được Phật dẫn đạo thời không đến được, lầm đi vào đường khác, dầu nghe nói hay Phật pháp ở chỗ khác lưu hành mà chưa biết thời tiết giáo hóa hành pháp nhiều hay ít. Lại nữa, Bồ Tát thấy Phật thời được các thứ lợi ích, hoặc mắt thấy mà tâm được thanh tịnh, hoặc nghe nói mà tâm vui pháp, được đại trí tuệ theo pháp tu hành được giải thoát, như vậy gặp Phật được vô lượng lợi ích, đâu lại không một lòng cầu muốn thấy Phật, ví như Hải Nhi không nên lìa mẹ. Lại như đi đường không lìa lương thực, như lúc nóng bức không lìa gió mát nước lạnh, như lúc đại hàn không muốn xa lửa, như qua nước sâu không nên lìa thuyền, như người bệnh không lìa lương y, Bồ Tát không lìa chư Phật quá hơn các việc trên ấy. Vì cớ sao? Vì cha mẹ thân thuộc tri thức người trời vua đều không lợi ích bằng Phật, Phật lợi ích các Bồ Tát lìa các chỗ khổ ở đất của Thế Tôn. Do nhân duyên ấy Bồ Tát thường không lìa Phật. Hỏi, pháp hữu vi giả dối không thật đều không thể tin, làm sao được như nguyện không lìa chư Phật? Đáp, đầy đủ phước đức trí tuệ còn có thể làm Phật, huống chi là không lìa chư Phật. Vì chúng sanh có tội nghiệp nhân duyên từ vô lượng kiếp nên không được như nguyện. Tùy hành phước đức mà trí tuệ mỏng ít, tùy hành trí tuệ mà phước đức mỏng ít nên sở nguyện không thành. Bồ Tát cầu Phật đạo nên cần tu hai nhẫn là sanh nhẫn và pháp nhẫn. Hành sanh nhẫn nên phát tâm tử bi đối với chúng sanh, diệt tội vô lượng kiếp được vô lượng phước đức. Hành pháp nhẫn nên phá vô minh đối với các pháp được vô lượng trí tuệ. Hai hành hòa hợp nên nguyện gì cũng được thành. Vì vậy nên Bồ Tát đời đời thường không lìa Phật. Lại nữa, Bồ Tát thường ưa vui niệm Phật nên bỏ thân thọ thân thường được gặp Phật. Ví như chúng sanh tâm tập dục nặng nên sanh làm thân loài chim đa dâm như khổng tước uyên ương. Tập sân hận nhiều nên sanh loài trùng độc là ác long đa sát, rết rắn độc. Tâm Bồ Tát không quý phước vui của chuyển luân thánh vương người trời mà chỉ niệm Phật nên theo chỗ tâm thiên nặng mà thọ thân hình. Lại nữa, Bồ Tát khéo tu niệm Phật tam muội nên sanh ra thường được gặp Phật. Như nói ở trong Ban Châu tam muội, Bồ Tát vào tam muội này liền thấy hít Phật A Di Đà, bèn hỏi Phật kia do nghiệp gì nên được sanh nước cực lạc ấy. Phật liền trả lời,
Này thiện nam tử, do thường tu niệm Phật Tam Muội ghi nhớ không bỏ nên được sanh nước ta. Hỏi: thế nào là niệm Phật Tam Muội được sanh nước kia? Đáp: niệm Phật là niệm 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình, thân sắc vàng, thân phóng hào quang chiếu khắp mười phương, như vàng diêm phù đàn đấu chảy, sắc nó sáng trong, lại như núi Chúa Tu Di ở giữa biển lớn. Khi mặt trời chiếu vào sắc nó phát sáng, hành giả lúc ấy không còn tưởng các sắc khác như sắc núi, đất, cây cỏ, chỉ thấy thân tướng chư Phật giữa hư không như vàng đỏ trong bình lưu ly thật hiện ra ngoài, cũng như tỳ kheo khi vào bất tịnh quán chỉ thấy thân thể phình trướng tan hoại, cho đến chỉ thấy bộ xương người ấy không có động tạo tác, cũng không đến đi, chỉ do ước tưởng nên thấy Bồ Tát Ma Ha Tát. Khi vào niệm Phật Tam Muội thấy chư Phật cũng lại như vậy, vì nhiếp tâm, vì tâm thanh tịnh, ví như người trang nghiêm thân mình soi kính thủy sạch thấy hết tất cả. Trong kính thủy ấy cũng không có hình tướng, chỉ vì sáng sạch nên trông thấy thân tướng mình. Các pháp từ xưa đến nay thường tự thanh tịnh. Bồ Tát đem tâm thanh tịnh tùy ý thấy hết thảy chư Phật, hỏi chỗ nghi ngờ, Phật đáp câu hỏi. Nghe điều Phật dạy, tâm rất hoan hỷ. Từ Tam Muội khởi dậy suy nghĩ rằng, Phật từ đâu lại, thân ta cũng không đi, để biết chư Phật không từ đâu đến, ta cũng không đi đâu. Lại suy nghĩ rằng, các vật hiện hữu trong ba cõi đều do tâm làm. Vì cớ sao? Vì tùy tâm nghĩ đến, thảy đều được thấy, lấy tâm thấy Phật, lấy tâm làm Phật, tâm tức là Phật, tâm tức thân ta. Tâm không tự biết, cũng không tự thấy. Nếu chấp thủ tâm tướng, thảy đều vô trí, tâm cũng hư dối, đều tự vô minh xuất sanh. Nhân tâm tướng ấy, liền vào thật tướng các pháp là thường không. Được tâm muội và trí tuệ như vậy rồi, do năng lực của hai hành ấy, nên tùy ý sở nguyện không xa lìa chư Phật, như chim kim xí, nhờ đủ hai cánh nên tự tại bay liệng giữa hư không. Bồ Tát được năng lực tam muội và trí tuệ, nên thần hiện tại tùy ý cúng dường chư Phật, sau khi mạng chung cũng lại gặp được chư Phật. Vì vậy nên nói, Bồ Tát muốn thường không lìa chư Phật, nên học Bát Nhã Ba La Mật. Hết cuốn 29 theo bản Hán.